Trong Tết này mà khi các bạn đã đem tiền về cho mẹ rồi ấy, mà các bạn vẫn dư tiền thì các bạn mua gì ạ? Thì thực ra đối với mình, một người sử dụng tai nghe Truelect khá là nhiều và đôi khi mình có những cái nhu cầu khác để sử dụng những con tai nghe Truelect với mục đích khác nhau, thì mình sẽ thực sự là lựa chọn vào những cái ngách tai nghe Truelect chứ không phải là lựa chọn một con để đáp ứng cho tùy nhu cầu hay là đa dụng nhu cầu. Và một trong số đó là cái nhu cầu tập tành, tập gym của mình. Thì đối với mình, người mình hơi béo và mình muốn tìm một con Truelect mà có thể sử dụng để đi tập gym. Thì đây là một tai nghe như vậy. Đây là JBL Under Armour Flash. Mức giá niêm yết của nó tại Sephora là nó rơi vào khoảng 3 triệu 990 ngàn. Nhưng mà hiện tại các bạn có thể lên Sephora, đường link mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người. Cái mức giá nó đang sale chỉ còn khoảng 2 triệu mốt. Và thực sự khi mà mình cầm một cái sản phẩm này ấy, và trải nghiệm trong vòng khoảng hơn một tuần vừa rồi, studio thì có F0 nên cách ly cũng hơi lâu, thì sản phẩm này mình thấy khá là tốt và với cái tầm giá khoảng hơn 2 triệu của nó thì một sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn mong muốn một con tai nghe sử dụng để đi tập tành hoặc là thể thao thôi chẳng hạn. Rồi, đầu tiên là đến cái phần vỏ hộp. Con này thì mình đã unbox rồi, mở sản phẩm ra để nghịch. Thì đây là một phiên bản hợp tác giữa Under Armour và JBL. Thì như các bạn có thể biết hoặc là có những bạn chưa biết thì Under Armour là một cái hãng mà sản xuất những cái phụ kiện quần áo hay giày dép về thể thao rất là nổi tiếng. Và cá nhân mình thấy những cái sản phẩm của Under Armour thì khá là chất lượng và JBL cũng vậy. Đây một hãng âm thanh mà mình nghĩ là cũng thuộc top của các dòng tai nghe hay là loa di động rồi. Và hai hãng này kết hợp với nhau thì sản phẩm của họ rất là tốt. Nói thêm một chút thì đây là một cái sản phẩm mà nó đã được kết hợp với The Rock. Có một phiên bản mình không nhớ rõ nhưng mà vẫn là cái cell thiết kế như thế này. Nó có cái phiên bản đầu trâu, đầu con trâu hay đầu con bò gì đó, cái logo thương hiệu của The Rock ấy. Thì anh ấy cũng đã sử dụng trực tiếp cái sản phẩm này và thuê Under Armour hoặc JBL làm cái sản phẩm mà in lên cái logo của mình. Và mình nghĩ là đây một cái sản phẩm cũng khá là chất lượng. Cái việc mà The Rock lựa chọn sản phẩm để làm lên cái brand của mình thì nó cũng khá là bình thường thôi. Cái sản phẩm này với cái mức giá ban đầu của nó rơi vào khoảng 4 triệu thì đây là một sản phẩm được định giá ở phân khúc cao cấp. Cái hộp của nó khi mình mở ra thì nó sẽ có cái sản phẩm này nằm ở bên trong. Và mọi người sẽ có một số cái cặp ear hook và ear tip ở bên cạnh. Và nói chung nó cũng không có quá nhiều những cái phụ kiện. Nhưng tuy nhiên cái đóng hộp của nó thì mình đánh giá cực kỳ cao. Từ những cái tem nhãn ở bên ngoài hay là cái cách mở hộp đóng hộp thì mình thấy cực kỳ cao cấp. Nó cho mình một cái cảm giác gọi là không hẳn là một cái cảm giác mà kiểu first impression rất là tốt về những cái sản phẩm Truelect như thế này. Đặc biệt là những cái con tai nghe từ ngày xưa ấy thì họ cực kỳ chú trọng về cái bao bì sản phẩm. Và khi mình bỏ ra một số tiền lớn thì mình mong muốn là mình có một cái first impression tốt như thế này, chứ không phải là những cái con tai đến từ cái thương hiệu nào đấy, cắt giảm chi phí rồi là ủng hộ môi trường. Dĩ nhiên là nó rất là tốt thôi nhưng mà đừng làm thái quá, nó làm đi mất đi cái giá trị cốt lõi của cái sản phẩm đó. Và trên hộp sản phẩm thì chúng ta sẽ có hình ảnh về cái housing của con JBL này. Và cái thứ hai là các bạn sẽ có một số cái thông tin về Harman Tool hay là một số cái hướng dẫn sử dụng ở đằng mặt đằng sau. Cái này tí mình sẽ nói ở cái trải nghiệm sử dụng. Mình có một số người bạn thì họ cầm con tai và bảo ui sao con này nó to vậy. Hay là mọi người khi mình cầm cái này và nó có một cái logo của Under Armour đằng trước thì mọi người sẽ bảo là đây là cái sạc dự phòng của Under Armour à? Hay là cái này là cái gì vậy? Bởi vì thực ra nếu các bạn để không cái cây như này thì nó sẽ có bốn cái vạch báo pin ở đây và vô hình chung với cái kích thước như này và với cái thiết kế kiểu như này thì mọi người sẽ đánh giá nó là một cái con sạc dự phòng. Đó là điều nhầm lẫn mà mình có thể hiểu được ở một cái sản phẩm như này. Bởi vì thường những con tai nghe Truelect nó có một cái cây nó nhỏ hơn và nó trông giống cái con tai nghe hơn. Còn con flash này thì không. Cái thứ hai mà mình thấy khá là thú vị ở cái con case này đó là cái phần đóng mở của nó. Đóng mở của nó khi các bạn muốn lấy con tai nghe ra thì mọi người có thể lấy ngón tay chọc vào cái phần đầu này. Mọi người đẩy ra và lấy con tai ra rất là dễ dàng. Và cái housing này thì nó đối với mình sử dụng là nó hơi to. Nhưng tuy nhiên với cái mục đích của mình là sử dụng để đi tập thì nó gài trên tai mình khá là chắc. Và cái tip này nó gắn vào tai thôi, còn cái tất cả những cái phần housing to tròn ở ngoài thì nó nằm ở ngoài cái khoang tai của mình. Trông cái housing nó to như này thôi nhá, nhưng mà cái tiếp xúc trong khoang tai của mình đó là một là cái ear tip và hai là cái ear hook. Nó không có tiếp xúc khoang tai ở cái phần housing to như này và nó đem lại một cảm giác đeo rất là tốt với mình.
Mình không biết là đối với những bạn tai nhỏ hoặc là những cái tai có cấu tạo hơi đặc biệt một chút thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà đối với mình sử dụng để tập. Là một cái quá trình luyện tập thì cái cảm giác trên tai mà bí là điều mà mình cực kỳ kỵ. Nhưng mà con JBL Under Armour Flash này thì đối với mình là mình đeo khoảng 2 tiếng. Thực ra một buổi tập của mình diễn biến trong khoảng 2 tiếng và 1 tiếng rưỡi để tập thì mình đeo hoàn toàn là bình thường. Và đối với mình trải nghiệm này là rất là tốt, một tai nghe True Wireless. Về phần cây thì chúng ta sẽ có một cái phần nhôm ở ngoài, nó bao bọc lại cái phần lõi ở bên trong này. Và sở dĩ nó to như này bởi vì cái sản phẩm này nó có thời lượng pin cực kỳ là tốt. Cả cái phần cây sạc và cái housing, housing thì cung cấp khoảng 5 tiếng sử dụng, và cái cây sạc theo như nhà sản xuất công bố là khoảng 25 tiếng. Thì đây một thời lượng pin cực kỳ là ấn tượng. Đối với mình cái thời lượng pin này mình đã sạc đầy vào đầu tuần. Và trong một tuần mình đi tập, mình sử dụng con tai nghe này thường xuyên thì thời lượng pin của nó vẫn chưa sụt và mình vẫn chưa phải sạc lại. Thì đây là một cái thời lượng pin mình thấy khá là trâu. Mình thường không quan tâm đến con số quá nhiều, mình quan tâm đến cái trải nghiệm sử dụng. Ví dụ như một con tai nghe True Wireless thì nó có thể sử dụng trong khoảng 5 tiếng đổ lại là rất ok. Hoặc là cái cây sạc của nó sử dụng tốt trong vòng một tuần. Đấy là những cái con số thực tế mình mong muốn hướng tới nhiều hơn, là những cái thông số mà xuất hiện ở trên cái vỏ case. Ví dụ 2-5 tiếng là cái gì đấy mình không quan tâm nhiều lắm. Mình chỉ biết là mình sạc vào đầu tuần và cuối tuần mình cắm sạc lại, thế thôi. Nói tiếp về thiết kế của housing thì housing như đầu mình đã nói khá là to, nhưng mà tiếp xúc tai thì rất là tốt. Ở dưới phần housing thì chúng ta sẽ thấy một cái logo của JBL, và phần mặt faceplate thì nó sẽ có cái logo của Under Armour. Thì đây một cái nút điều khiển vật lý. Có lẽ một số bạn sẽ hơi khó chịu về cái việc là chúng ta sẽ phải bấm vào cái con tai nghe, nhưng mà nên xét về cái góc độ là sản phẩm này phục vụ cho mục đích nào. Thì con tai nghe này nó đang phục vụ cho cái mục đích là luyện tập thể thao. Thì đối với mình luyện tập thể thao thì các bạn ra mồ hôi đúng không? Tay các bạn có nước thì vô hình chung khi mà các bạn dùng điều khiển chạm ấy nó sẽ không tốt. Và cái điều khiển bằng nút bấm thì mình ưu tiên hàng đầu cho cái việc luyện tập thể thao. Như trước những cái video trước mình cũng đã nói rồi, mình vẫn thích nút bấm vật lý hơn. Tuy nhiên khi mình bấm vào ấy thì nó sẽ có một cái áp lực vào tai. Nhưng khi các bạn luyện tập thể thao thì các bạn sẽ ưu tiên cái phần là không bị cảm ứng nhầm nhiều hơn. Thì đấy là một cái đánh đổi về cái sự tiện lợi thôi. Nó hơi dài ở phần thiết kế rồi đúng không? Thì chúng ta đến phần tính năng. Con này thì được hỗ trợ IPX7, một cái tiêu chuẩn chống nước cực kỳ tốt. Con này thì các bạn có thể ngâm nước này, các bạn có thể chống mồ hôi văng. Nói chung là cái sản phẩm này thì nó được quảng cáo với một công nghệ chống nước, nó là Storm. Thì các bạn nào sử dụng đồ của Under Armour nhiều thì các bạn sẽ biết. Thì cái công nghệ này là một cái công nghệ gọi là chống nước ở trên các sản phẩm quần áo hay là giày dép của Under Armour. Vì ra mắt đã lâu nên sản phẩm này thì không có chống ồn chủ động Active Noise Cancelling. Sản phẩm này chỉ có ambient sound. Các bạn có thể bấm một lần để nghe được cái âm thanh xung quanh, hoặc là các bạn có thể bấm thêm lần nữa để các bạn có thể nghe được cả tiếng nhạc và tiếng người nói. Cái này, cái ambient sound của nó sẽ chia làm hai chế độ mình muốn nói rõ ở cái phần này. Thứ nhất là khi các bạn tập ở phòng tập, các bạn chỉ cần muốn nghe tiếng người nói thôi chẳng hạn, thì các bạn có thể chọn một cái mode chế độ, nghĩa là nó sẽ đẩy tiếng nhạc lên cao và nó cũng đẩy tiếng người lên cao. Nó sẽ chỉ lựa chọn cái tiếng người để khi giao tiếp người người với nhau thì các bạn có thể liền mạch hơn chẳng hạn. Còn cái thứ hai là nếu ví dụ các bạn đi ở ngoài đường, chạy bộ ở ngoài đường chẳng hạn, các bạn muốn nghe tiếng tàu, tiếng còi xe hoặc là tiếng xe cộ thôi chẳng hạn, thì các bạn có thể chuyển qua một cái mức chế độ ambient sound khác. Nó sẽ là giảm tiếng nhạc đi một chút và tôn lên tiếng môi trường ở xung quanh, tất cả tiếng môi trường xung quanh chứ không phải là chọn lọc mỗi tiếng người. Thì đây một tính năng mà mình thấy nó khá là hay. Tuy nhiên cái độ thực dụng của nó không cao. Nói chung là ở cái thời điểm dịch bệnh này thì mình thấy có mỗi một cái chế độ, đó là lọc tiếng người và tiếng nhạc để to. Đấy là cái chế độ ambient sound tốt nhất mà mình sử dụng trên con Under Armour Flash này. Còn về trải nghiệm kết nối của mình, tuy Bluetooth là 4.2 nhưng mà những cái kết nối của nó thì rất là ổn định. Mình có sử dụng để chơi game thì có lẽ là nó không phù hợp cho lắm. Chơi game thì các bạn nên sử dụng những tai nghe Bluetooth mới hơn. Như từ 5.0 trở lên nó đã có những cái chế độ game mode hay là low latency rồi. Và sản phẩm này thì nó hỗ trợ một cái app đến từ Under Armour, đó là Under Armour MyRuns. Thì đây một cái app mà có thể kiểm soát cái việc luyện tập của các bạn. Thì mình không sử dụng cái app này bởi vì những cái app mà giám sát luyện tập của các bạn ấy thì mình thấy chưa app nào làm tốt, cả kể là Adidas hay là Nike cộng. Thì mình thấy những cái app này mình đã đều trải nghiệm qua rồi và mình thấy nó không hiệu quả. Đây là tiếng từ mic của JBL Under Armour True Wireless Flash.
Mình đang thu trong môi trường văn phòng và không có nhiều tạp âm lắm. Mình thu hộ đằng hải vì là nó thu xong video nó chạy luôn. Con này thì đeo thì mình có cảm giác là nó cấn khoang tai khá là nhiều do cái housing nó lớn. Và bởi vì là nó cấn nhiều thì cho nên là nó cũng rất chặt. Cách âm passive của nó nói chung là tốt. Đây phần đĩa của JBL Under Armour Clutch nằm trong điều kiện hơi hãm, có là bật quạt to cách khoảng độ tầm mét hơn mét, thốc thẳng vào đầu để thay vì là đeo tai nghe đi ra đường. Thì nói chung là theo như đường tiếng mình nhìn thấy ở trên phần mềm thì có vẻ như là mic nó bắt vào cái đường tiếng nó hơi vỡ, không biết là các bạn nghe nó có bị vỡ nát không? Rồi, cuối cùng là một sản phẩm hướng tới việc luyện tập thể thao thì cái chất âm của nó sẽ như thế nào? Mình sẽ chỉ xét riêng cái sản phẩm này với cái trải nghiệm để đi tập với mình. Thì sản phẩm này có một cái chất bass khá là sâu, một cái kiểu tiếng khá là fun. Nó sẽ hỗ trợ các bạn bật những cái thể loại nhạc nó sôi động, những thể loại nhạc mà đẩy được cái cường độ tập của các bạn lên cao, nhất là cái phần giải bass. Con này nếu xét về V-shape thì nó cũng không hẳn. Nó là một cái chất kiểu hơi L-shape ấy, L-shape, nghĩa là phần bass nó ở trên rất là nhiều, phần mid và phần treble thì nó sẽ hơi bị hụt hơn so với giải bass. Mình có nghe một số đoạn nhạc EDM hay là nghe rock chẳng hạn để đi tập thì cái phần giải bass, tiếng guitar bass nó thể hiện rất là rõ, rất là lực. Hoặc là mình có nghe một số cái loại nhạc như kiểu là nhạc né phóng lợn chẳng hạn ở trên SoundCloud ấy, thì những cái giải bass của nó sẽ cho một cái độ lớn, nghĩa là lượng của giải bass và độ sâu của giải bass là rất tốt. Cái sản phẩm này các bạn có thể mua về nếu mà không dùng để luyện tập thể thao, thì các bạn có thể mua nếu mà gu nhạc của các bạn là những thể loại nhạc mà chỉ cần bass thôi. Có rất nhiều các bạn hỏi mình là anh ơi mua con tai nghe Trolex nào, em chỉ nghe bass thôi, em chả cần cái phần mid, phần treble như nào đâu, em chỉ thích bass, nó càng nặng càng tốt, nó càng đô nó càng tốt. Thì có lẽ cái sản phẩm này sẽ là một cái sản phẩm phù hợp cho các bạn. Chốt lại với cái mức giá khoảng hơn 2 triệu thì các bạn sẽ thu lại được gì? Một con tai nghe mình thấy là cực kỳ tốt, bởi vì trong cái tầm giá khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu rồi thì nó đã xếp nó ở cái phân khúc cao cấp. Cái thứ hai là các bạn có một cái thiết kế cực kỳ là thực dụng, kéo ra kéo vào. Cái sản phẩm này thì mình hay đeo ở bên cạnh cái ba lô của mình không đáp vào cái ba lô đâu. Mình có cái dây như này, mình móc vào, mình khóa tại cái ba lô và đến phòng tập là mình bỏ ra. Mình rút ra này, đưa vào tai. Rất là thực dụng và rất là dễ dùng. Và cái thứ ba đó là một cái chất âm nó cũng hướng tới việc luyện tập thể thao, và những cái chức năng của nó cũng hướng tới việc luyện tập thể thao rất là nhiều. Chúng ta có một cái thao tác sử dụng dễ, chúng ta có chống nước tốt, chúng ta có một chất âm nó hướng tới đẩy cái việc cường độ luyện tập của các bạn lên rất là nhiều. Và đây là một sản phẩm mình thấy với mức giá 2 triệu hơn là hời, là cực kỳ hời. Bởi vì để tìm một con tai nghe Trailhead với cái tầm giá khoảng hơn 2 triệu, với vỏ cây kim loại hoàn thiện tốt như này thì rất là khó, và chỉ có thể tìm ở những cái sản phẩm sale được thôi. Và một lần nữa ở cái video AKG I500, các bạn có hỏi là nên chọn một con tai nghe flagship đời cũ hay là một con tai nghe tầm trung đời mới, thì mình, đối với cá nhân mình thì mình vẫn chọn cái flagship nhưng đời cũ, bởi vì nó đem lại những cái giá trị, thứ nhất là về chất âm, thứ hai về chất liệu, và cuối cùng là về phần tính năng. Vì một con tai nghe khi mình đã nghe nhạc rồi thì mình, cái phần tính năng của nó là một cái phần mà mình sẽ xếp sau ở cái phần chất âm, và một cái độ hoàn thiện tốt thì mình thấy nó bền hơn theo thời gian. Và đó là những cái trải nghiệm của mình sau hơn một tuần sử dụng con JBL Under Armour Flash này. Và nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì đường link mình sẽ để dưới phần mô tả, và Selfnet đang sale sản phẩm này ở cái dịp Tết, hình như còn đâu 17 ngày nữa, nghĩa là trước Tết âm lịch, với mức giá chỉ còn khoảng một nửa, 2 triệu mốt, với mức giá chính hãng đang là 4 triệu đồng. Thì đây một sản phẩm cực kỳ đáng mua nếu các bạn đang có một cái nhu cầu như vậy. Và video đến đây là kết thúc rồi, chào anh em.